Cắm thoải mái đi, hồi thầy tắt sửa lại. Được mà chưa được. Anh đi hả? Cắm cái hồi liền đó. Cao lắm. Nhưng mà tay nó ngắn rồi. Trời ơi. Tự tin vô cắm ầm ầm vô. Rồi để thầy tắt cái nha, rồi chút xíu thì chỉnh lại. Đúng là không giải thích không hiểu luôn á. Ví dụ như cái cây này á, thì mình nên cắm ở đây đúng không? Cái cây này cái hướng mặt ở đây nè đó. Ví dụ như á, thì cái cây mình cắm đây cũng chưa được đẹp luôn á nè. Thì mình hướng cái mặt về đây. Cái này hả? Nhiều quá. Cái đó đang cho hướng ra, cái này tính sao? Bỏ cái này lên. Cái đó nó đúng quá phải không? Biết rồi. Cái này cây đó. Này hỏi mặt ba là hai mặt. Không, nhưng mà cái này nó đứng đây đúng rồi, nhưng mà cái mình cho nó hấp xuống xíu. Đang cho nó có cái độ ẩn ở giữa nè, ha, nhìn nó mới tự nhiên được. Còn cái cây này không quan trọng, mình cho nó hấp xuống nè. Cái này đưa ra nè. Cây này thì bắt buộc mình phải bỏ cái lá này không quan trọng. Cắm theo kiểu tự nhiên ha, cái này là chắc là mặt trời vậy mà. Mặt trời. Thấy cái bài chụp phòng nè. Mấy anh đi nói chụp. Mấy anh đài thì mình biết gì đâu. Không cao không có gì đâu. Đúng rồi, nhưng mà mình cũng phải cắm theo như cái cây này nó bị hấp nè. Nhưng mà thấy vậy chứ sao lúc vô có thể nói lúc vô sạch. Chú kỳ quá. Cái gì được chứ anh? Ở đây thầy còn mà. Cả cái này là không được đang đi hướng dương mà. Mình cho nó thành kim. Nhiều lắm. Nói chưa? Đi con hồng đúng không? Không, cái đó mai còn chút, còn bó. Cái này 10 phút là dừng là gửi được không? 7 phút rồi, đợi lại. Đen tắt đi. Rồi, xin mời các bạn tham ha. Tìm cây này nó hơi nhất.
Đó chị Diễm, đó chị Hỷ, chị Hỷ ăn nhiều cơm. Bê phim luôn nha, 2, 3.